Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay mình đem đến cho anh em một chiếc xe mình đang bán mà anh em tìm mình rất là nhiều mà bây giờ mới có. Thì giá con xe này là xe 220 nha anh em. Mua lúc tháng 8 2020 và hiện tại còn bảo hành luôn. Xe hiện tại là chạy mới có mấy ngàn cây thôi, còn bảo hành mà anh em. Thì sao ta, giờ thì mình chỉ quay cho anh em thôi. Giá con xe là 222 triệu nha anh em. Biển số Đồng Nai nha anh em. Có hỗ trợ rút gốc cho anh em luôn. Thì anh em nào mua thì hãy xem cái clip kỹ ơi là kỹ. Ok anh em. Rồi chưa anh em? Thì anh em ngắm cái gì ta? Ngắm xe hả? Ngắm xe đã chưa? Đó, thì anh em thấy sao? Thì ở con xe này á, nó là CBR650R. Nó thứ nhất là rất là tiết kiệm xăng hơn những dòng 1000 nha anh em. Nó tiết kiệm xăng, dễ bảo trì bảo dưỡng, xe của Honda nhẹ nhàng. Và nó là Sport City nữa, dễ chạy, dễ lái. Và nó ngầu, cơ bản là nó ngầu. Giá tiền hợp lý, giá này anh em không có thể kiếm một con nào mà 600 mà ok hơn nữa đâu. Dash cao nữa, dash 220 nữa, anh em chạy nhức nách luôn. Ở con xe này thì mình giới thiệu cho những anh em mà muốn mua xe đi ha. Thì xe thì rất là mới luôn, phải nói là chất xe rất là mới đây. Mới có mấy ngàn cây thôi nha anh em. 6000 cây hả? Đây, vỏ chỉ nguyên nè, chỉ còn nguyên nè. Nói chung là chủ chưa chạy hết á, chủ xe này lên CBR1000. Đây, quay cho anh em xem. Vỏ mới tinh luôn á anh em. Rồi đây cho anh em coi cái bôi zin. Chờ xíu. Rồi. Đây là cây bojin của con xe. Anh em thấy chưa? Mới tinh luôn á. Nói chung là lúc mới mua chạy đô đai xong là chủ xe lên một cái gọi là một cái lon bô độ. Và giá mình bán là lắp bojin lại nha anh em. Còn anh em nào lấy bô độ là đó, bô độ của nó là full system nha anh em. Đó, full system từ đầu đến đuôi. Đó, anh em nào lấy thì mình để lại cho 8 triệu rưỡi xài chơi. Đó, bô từ đầu đến đuôi là luôn cái này, luôn cái bộ cổ nè anh em. Bô độ là nè đó. Thì bô zin của nó là sẽ là bô đúc gầm ở đây. Cái bô nằm dưới đây. Đó, thì anh em khi mà anh em lên cái bô độ này á thì anh em có thể lắp cái máy lon khác vô. Ví dụ anh em không thích lon này. Lon này lon riêu luôn nha anh em. Anh em không thích lon này thì anh em gắn cái lon khác vô. Đó, không thích lon này gắn lon khác vô. Lon AK hay là lon gì đó, bất kỳ cái gì cũng được. Là cái lợi thế mà khi anh em lên nguồn cái bộ cổ full này, đó từ đầu đến đuôi nè. Anh em thấy chưa? Ok chưa? Đó, còn đây là bojin. Giá mình bán là chỉ là bán bojin cho anh em nha. Đó, anh em nào lấy thêm thì để nửa giá cho anh em. Cái bô này bữa lên là hình như là 17 triệu hả? 17, 18 triệu gì đó. Cổ bô luôn á. Còn này là bojin của anh em nè, xe của anh em đó. Đó, rồi, để qua bên. Nó nặng lắm anh em. Cái này mà mình tập tạ được luôn á, coi nè anh em. Cái này là mình sẽ tập bài bài tạ tay hả? Nè anh em. Nó rất là nặng. Phải nói là nặng cực kỳ luôn á. Mình để tạm đây thôi. Để đây. Để tạm đây đi. Rồi tiếp tục.
Tiếp tục là cho anh em nghe tiếng bô. Quay rằng đây, quay rằng đây. Tiếng bô này là giải tán đám đông, gây thù với hàng xóm nha. Tiếng bô đúng là giải tán đám đông, tan nát tình làng nghỉ sớm. Đó, em quay qua phía đây đi để né chị em ra. Rồi, thì con này thì được trang bị phuộc upside down theo cái series 250 rồi 650 là phuộc upside down của Showa, rất là xịn sò. Cái đồng hồ của nó rất là đẹp luôn, quay gần đồng hồ cho anh em xem. Đó, báo số đồ đầy đủ nha anh em. Con này thì Minh review quá là nhiều. Đây có một chi tiết mà anh em phải cần đây. Mình thấy rất là hay nè. Hết sức thông cảm, anh em có đọc được không? Hết sức thông cảm. Không cho mượn thì mất lòng, cho mượn thì mất bạn, mất tiền sửa xe, mượn mất tiền phúng viếng. Xe mạnh, xin vui lòng mượn, đừng mượn với mọi thức. Thì con xe này lên đồ chơi rất là nhiều. À, một cái điểm đặc biệt nữa là chủ xe mua về là chủ xe dán hết carbon nha anh em, để cho khỏi chày. Và ở phía trong xe là không có một vết chày nào luôn. Không có một vết chày nào ở trong xe luôn nha anh em. Xe rất là can luôn. Và xe có chống đổ, bảo vệ các nước. Nói chung là ốc bên nâng rồi xi nhan rất là nhiều. Anh em coi là anh em biết là xe rất là nhiều đồ chơi. Đó, thì những đồ chơi này kèm theo xe luôn. Chỉ có cây bô anh em lấy thêm thì anh em gửi tiền thêm thôi nha. Rồi, lốc máy đẹp hết, nói chung là còn bảo hành mà anh em cứ yên tâm mà chơi. Và cái yên này người ta thiết kế đều có lợi thế của nó, chứ không phải là như nhiều anh em nói tại sao nó không thiết kế kiểu này, không thiết kế kiểu kia. Anh em thích đuôi vuốt nhọn thì anh em mua 600RR. Anh em hiểu không? Mỗi cái thiết kế nó dành cho mỗi người. Anh em thích đuôi nhọn, đuôi vuốt thì anh em sử dụng 600RR, thích bốc 600RR, thích thùng sò bọt 600RR. Còn đây là dành cho những anh em có ghệ nhưng mà muốn đi mô tô thì cái yên này chở ghệ rất là ok. Để mình test luôn cho anh em xem. Đó. Ngồi thì đối với mình là một người chiều cao 1m7 thì ngồi rất là thoải mái, không có gì phải chê hết. Đó. À, có thể mời Vin X vào ngồi thử được không? Ngồi thử được không? Đó. Ngồi thẳng cảm thấy cái yên nó to, nó rất thoải mái không? Cực kỳ thoải mái. Và cái bình xăng này là 16 lít. Gần 16 lít á, 15 lít mấy, 16 lít. Thì anh em có thể đi rất là lâu tại con này tiêu hao nhiên liệu cực kỳ tiết kiệm luôn, 19 đến 20 cây một lít luôn đó. Cực kỳ tiết kiệm, đó là cái thông số mà mình xin từ những anh em trong hội CBR 650R. Thì mình chơi rất là nhiều với hội này. Đó rồi. Con thì rất là nhẹ đây, cho anh em thấy mình bóp cái con Vin rất là nhẹ. Nhẹ lắm anh em. Nhẹ cứ như là ẹt vậy đó. Nói chung xe này con nhẹ. Rồi. Ngồi thì thoải mái lắm. Nếu như anh em mà có bạn gái thì ok, chơi con này được, vừa có kiểu dáng sự bọt mà vừa có thể chở người phía sau. Còn anh em là không có thể so sánh được. Đó, nó thiết kế dành cho một cái bộ phận khác. Còn khuyên anh em luôn, mua về đừng có nên độ chế đi hết á. Đừng có nên độ chế hay vuốt nhọn. Anh em thích thì anh em chơi luôn cái con 600RR thì nó sẽ ok hơn nha anh em. Cái đó là cái ý kiến cá nhân của mình. Còn những anh em thích độ vuốt đuôi hay gì là quyền của anh em. Nhưng mà khi mà mình độ vậy thì đương nhiên nó sẽ không ngon bằng Vin. Khẳng định luôn, khi mà mình độ mình chế vậy thì nó sẽ không ngon bằng Vin. Thì anh em mà thích như vậy thì anh em thôi chơi luôn 600RR ok hơn. Con này 650 mà. Rồi, thì đó là cái ý kiến cá nhân của mình. Thì anh em nào góp ý, anh em nào muốn mua xe thì cứ liên hệ số điện thoại cho mình 0916640653. Hoặc là truy cập vào bay Facebook Minh Biker hoặc là Zalo. Đó. Em có thể làm mẫu, em ngồi thử một người 1m63 như em, 63, 65 gì đó, ngồi thử cảm thấy sao. Thoải mái ha. Ok. Nói chung là con xe này được, duyệt. Được á anh em. Nói chung là con xe này anh em chơi là đầy đủ hết rồi, không có thiếu gì hết, anh em về chỉ chơi thôi, không cần lên bất kỳ đồ chơi gì nữa hết. Đó, thì giá bán mình đã công khai lên cho anh em rồi đó. Rồi, anh em nào có nhanh tay thì alo cho mình với số điện thoại 0916640653. Vậy ha, còn nói gì nữa không? Camera em thấy còn nói gì nữa cho anh em mua xe người ta coi không? Thì nói chung là cái quan điểm cá nhân của mình á, thì cái con này nó rất là hiền. Nó hiền nha. Còn anh em muốn mạnh thì anh em chơi 600RR.
Đó, còn con này rất là hiền, nó là Sport City. Đó. Rồi. Thì phanh đĩa đôi ABS mấy cái này không cần nói, tại vì mình review con này là cũng phải là 7-8 liếm rồi đó. Bây giờ chỉ cho anh em coi kiểu như là ngắm thôi. Đồ zin con này đầy đủ nha anh em, không thiếu gì hết, từ kính đuôi đầy đủ hết luôn. Cái này là có ốp, ốp chân gương nè, ốp CNC nè. Đó. Đó, thấy chưa? Rồi ok. Vậy thôi, xe đẹp quá rồi còn chờ gì nữa. Liên hệ liền. Nói chung là khi nào mà mình ghim dưới bài là mình ghi đã bán là anh em khỏi liên hệ nữa nha. Mình ghim dưới bài đã bán là không liên hệ nữa. Còn mà chưa ghi đã bán là vẫn còn xe. Ok anh em, cảm ơn anh em đã thời gian qua đã ủng hộ kênh Minh Biker rất là nhiều luôn. Vài bữa kiếm cái gì đó rảnh rỗi ghi, cái gì đó quay clip sàm sàm cho anh em coi.